Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã quay trở lại chủ đề Hỏi nhỏ biết to về cơ thể người. Hôm nay cô và các em cùng nhau tìm hiểu vì sao chúng ta phải thay răng. Ai cũng phải thay răng cả, và nhất là bước vào cái độ tuổi thay răng. Các bé thường thì rất là sợ thay răng. Như vậy, vì sao chúng ta lại thay răng? Bạn mới bị rụng răng à? Đừng quá lo lắng nhé, răng mới sẽ mọc ra ngay thôi. Thay thế cho chiếc răng đã rụng của bạn đấy. Quá trình răng mới thay thế cho răng cũ sẽ kết thúc trước khi bạn đủ 13 tuổi đấy. Những chiếc răng cũ đang rụng dần đi gọi là răng sữa. Và răng sữa mọc ra khi bạn là một em bé mấy tháng tuổi còn đang bú sữa mẹ. Răng mới đang mọc lên gọi là răng vĩnh viễn. Nó sẽ đi theo bạn cả đời đấy. Răng sữa không cứng như răng vĩnh viễn. Nó rất là dễ bị vỡ, bị mẻ. Khi chúng ta lớn lên, xương ổ răng của chúng ta cũng lớn lên theo. Nếu khi bạn còn nhỏ mà răng vĩnh viễn đã mọc ra, thì lúc đó xương ổ răng của bạn còn quá nhỏ, không thể giữ được nhiều răng vĩnh viễn như vậy. Nhưng nếu bạn vẫn giữ nguyên răng sữa, không đổi răng, thì khi bạn lớn lên, xương ở ổ răng to ra, răng sữa sẽ không đủ to để lấp kín hàm răng, và răng của bạn lúc ấy sẽ rất là lỏng lẻo. Chính vì vậy mà đến thời điểm thích hợp, răng vĩnh viễn sẽ mọc ra để thay thế cho răng sữa, và răng sữa chúng ta sẽ rụng đi đấy. Bây giờ chúng ta đã biết được vì sao đến tuổi thì chúng ta phải thay răng rồi, đúng không? Bài học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hãy nhớ ấn nút đăng ký và ấn cái chuông để nhận tiếp những bài học từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học lần sau nha.